có. Con Tây Hùng pháp danh là Thích Cường, nay con nghe được nay con nghe Đức Phật tiên thuyết trong kinh Địa Tạng đã nói về những sự không thể nghĩ bọn nhà thánh Địa Tạng, con xin tâm cảm động và chân thành một lần một dọa nay đối chúc từ thách Địa Tạng còn xin được phát lời hiện nay. Con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng trời Vị Le nhắn đến ngài con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi nhà, con nguyện lấy thật cùng đời Vị Le nhận lấy ngài con thành Phật đời đời kiếp kiếp, con nguyện sẽ dùng cho mọi phương tiện nhất biết dụng xin cho hết phải tất cả chúng sanh cần biết đến nhà và quy y nhà à, làm cho tất cả chúng sanh đều được lợi ích lớn. Đa thánh thì toàn con hưởng mong nhà đủ lòng đệ từ thương xót mà chứng minh cho sự quy cùng đời vị ngài của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quay mắt. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí nghiệp trước sau này, nửa mong đệ thánh vũ rằng từ bi thương xót con cùng hết phải tất cả chúng sinh mà do hồi cho con cùng hết thải muôn loài đều con lọt mọi quyền như ý chí hệ mở mon mọi nghiệp chúng phải đều tiêu trừ mau đọc bỏ tâm thân tình rốt ráo rồi sẽ rốt ráo rồi sẽ mau chấm thoát ly sinh tử thành đạo bồ đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Bổ Niệm lại đáng tam giới tông quy mọn mười phương Phật, con nay phát nguyện lớn trì tụng kinh Địa Tạng trên đền bốn ơn nạn dưới cứ khổ tam đồ, nếu có e thái nghe đều phát bồ đề tâm, khi mọn báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Niệm so sánh nhân duyên công đức của sự bố thí phạm thứ 10. Lúc đó Ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát nương oai thần của Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, vì gói chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sanh trong nghiệp đạo, so sánh về sự bố thí có ngày có nạn, có người hưởng phước trong một đời, có người hưởng phước trong 10 đời, hoặc đấy hưởng phước lại lớn trong 100 đời, 1000 đời. Những sự ái tạ làm sao thế? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy con. Bây giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: nay ta ở trong toàn thể chúng hội nơi cung trời đau lợi này, giảng về sự so sánh công đức kinh trọng của việc bố thí ở Diêm Phù Đề. Ông phải lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng Đức Phật rằng: chính con nghi ngờ về việc ái, con xin ưa muốn ai? Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: trong cõi Nam Diêm Phù Đề có các vị quốc vương, hoàng đế phụ quân chức lớn, hoàng đệ trưởng võ, hoàng đệ sót đế lợi, hoàng đệ bà la môn, vân vân. Nếu gặp kẻ hết sức nghèo túng nhận đấy, kẻ tặc nghiền trong ngầm, kẻ điếc ngay mù quán, gặp những họ người thân thể không được toàn vẹn như thế, toàn vẹn như thế, lúc đó các vị quốc vương đó văn văn muốn bố thí, nếu có thể đủ tâm từ bi lớn là có lòng vui vẻ tự hòa mình, tự tay mình đem của ra bố thí cho tất cả những kẻ đó, hoặc bảo người khóc đem cho để dùng lời ôn hòa dịu dàng an ủi các vị quốc vương đệ thần văn văn đèn phước lợi, bèn phước lợi công đức cúng dường cho 100 hàng hòa xoa chư Phật bài
Ta làm sao? Chính bởi vì vị quốc vương đó văn văn có tâm để từ bi đối với kẻ rất nghèo cùng và với những người tàn tật kia, cho nên phước lành được những quả báo như thế này. Trăm nghìn đời thường được đầy đủ những đồ sách bảo, cũng là những thứ để họ dùng dường như y phục, đồ ăn văn văn. Là bài nữ này Địa Tạng Bồ Tát trong đời xa như có quỷ quốc vương cho đến hoàng bò la môn văn văn đặt chùa tháp thờ Phật hoặc hình tượng Phật cho đến hình tượng Bồ Tát thanh văn hay bích chi Phật đích tăng tự sửa son cúng dường bố thí, quỷ quốc vương đó sẽ đẹp trong bo kiếp làm vị trời đế thích hưởng sự vui sướng tốc loạn. Nếu có thể đem phước lành bố thí đó mà hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, thời quỷ quốc vương đó trong 10 kiếp thường được làm vị trời đệ hạng thiên vương. Là thế này, như này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau, nếu có quỷ quốc vương cho đến hoàng bà la môn văn văn gặp chùa tháp của đức Phật tu và ở trước hoặc là kinh điển hay hình tượng bị hư sụp rất rõ, liền có thể phát tâm tu bổ lẹ quỷ quốc vương đó, hoặc tự mình đích thân lo sửa son hoặc khiến hóa người khác cho đến khiến hóa trăm nghìn người cùng chung bố thí cúng dường để cái chuyện bạch quỷ quốc vương đó trăm trăm nghìn đời thường làm vua chuyển lưng. Còn những người khác chung cùng làm việc bố thí đó trăm trăm nghìn đời thường làm vua nước nhỏ. Thế là ở trong chùa tháp có thể phát tâm đem công đức cúng dường bố thí đó mà hồi hướng về đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Được như vậy thì thầy thì là quốc vương đó cho đến tất cả mọi người đều sẽ thành Phật quả bởi quả báo ấy rộng lớn vô lượng vô biên. Là bài nữ này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có quỷ quốc vương hai hòn bà la môn gặp những người già yếu tật bệnh và kẻ phụ nữ sinh đẻ, nếu trong khoảng chừng một niệm sanh lầm từ lớn đem thuốc men cơm nước giường chiếu bố thí làm cho những kẻ ấy được an vui, phước đức đó rất không thể nghĩ bọn đến được trăm bè trăm kiếp thường làm vua trời tận tư, trăm he trăm kiếp thường lượt thường làm vua sáu tình trời cổ dục không bao giờ còn đọa vào ốc đạo. Cho đến trăm nghìn đời lỗ te không hề nghe đến tiếng cổ rốt ráo sẽ thành Phật. Là bài nữ này Địa Tạng Bồ Tát trong đời xa như có quỷ quốc vương và bò la môn có thể làm những việc bố thí như thế sẽ đạt vô lượng phước lành. Nếu lại có thể đem phước đất đó hồi hướng cả bồ đề thời không lượng là nhiều hay ít rốt ráo sẽ thành Phật quả, cũng vì là những quả trời phạm vương trời đế thích vua chuyển lưng này Địa Tạng Bồ Tát. Vì thế nên khiến hóa cho tất cả chúng sanh đều phải học theo như thế. Là bài nữ này Địa Tạng Bồ Tát trong đời xa như có thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong Phật quốc mà gieo trầm chút ít cõi phước lành chừng bàn thế lâm sợ tách hột khót mãi bụi, phước lại của những người đó sẽ hưởng thọ không thể ví dụ thế nào cho được. Là bài nữ này Địa Tạng Bồ Tát trong đời xa như có kẻ thiện nam cùng người thiện nữ nào gặp hình tượng của Phật, hình tượng Bồ Tát, hình tượng Bích Chi Phật, hình tượng của vua chuyển lưng mà bố thí cúng dường thời đạn vô lượng phước lành thường sinh hãy cõi người cõi trời hưởng sự vui thù thế huy diệu. Như có thể đem công đức hồi hướng cho quả pháp giới chúng sanh, thời phước lại của người ấy không thể ví dụ thế nào cho được. Là bài nữ này Địa Tạng Bồ Tát trong đời xa như kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp kinh điển đề thừa còn hai thái bề kệ một câu kinh rồi phát tâm ân cần trân trọng cung kính tự khen bố thí cúng dường người ấy được quả báo lớn vô lượng vô biên. Nếu có thể đem phước đức hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, thời phước lợi này không thể ví dụ thế nào cho được. Là bài nữ này Địa Tạng Bồ Tát trong đời sau như có kẻ thiện nam người thiện nữ nào gặp chùa tháp và kinh điển đệ thừa, nếu là kinh tháp mới thời bố thí cúng dường chiêm ngưỡng lễ lại thời kem chắp tay cung kính, nếu gặp kinh tháp cũ
hoặc hư rách, thời sửa son tu bổ, hoặc riêng mình phát tâm làm, hoặc thiên thích người phát cùng đầm phát tâm. Những người đầm phát tâm đây 130 đời thường làm vua các nước nhỏ, còn vị đoàn Việt cánh đó thường làm vua Chiến Lân, để dùng pháp lành mà giáo hóa vua các nước nhỏ. Là bài nữ này địa toàn Bồ Tát. Trong đời sau như có người thiện nam, kẻ thiện nữ nào ở nơi gọi phước lành phải gieo trồng trong Phật Quốc, hoặc là bố thí cúng dường, hoặc là tu bổ chuồng pháp, hoặc sửa son kinh điển cho đến trần bèn, một sợ lâm, một mãi bụi, một hộp khót, một giọt nước. Những sự lành như thế không lận là nhiều ít, chỉ có thể đem mà hướng cho các pháp giới chúng sanh. Thời công đức của người đó trong trăm nghìn đời thường nửa tạo sự vui thường nhiều. Còn như chỉ ở hướng cho thân quyến trong nhà học tự mình được lợi ích thôi, như thế thời sẽ hưởng quả vui trong qua đời. Cứ làm một phần sự lành, thời được hưởng báo tốt lành chậm hơn. Đại Địa Tạng Bồ Tát, những nhân viên công đức vì sự bố thí như thế đó. Ha ha ha, Bồ Tát Mô Đi So Ha.